Hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video lần này á, Thiện sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy quảng cáo TikTok Ads hiệu quả từ A đến Z luôn các bạn nha. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì đầu tiên á là bạn dùng bất cứ trình duyệt web luôn nha. Trình duyệt web là Chrome, Cốc Cốc hay là Firefox gì đó đều được. Sau đó bạn gõ là ads.tiktok.com. ads.tiktok.com bạn nha, bấm Enter để cho nó truy cập vào giao diện đấy quảng cáo đó các bạn. Thấy không? TikTok for Business, đây là cái giao diện để các bạn tạo quảng cáo bằng cái tài khoản business các bạn nha. Đấy chứ không phải là tài khoản quảng cáo cá nhân nữa. Thì tại sao các bạn cần phải chạy quảng cáo trên TikTok bằng tài khoản TikTok Business các bạn? Tại vì cái tài khoản TikTok Business nó sẽ có rất là nhiều lợi thế. Nó target khách hàng rất là đúng mục tiêu. Tức là cái đối tượng chân dung khách hàng chúng ta mô tả rất là chi tiết, rất là cụ thể. Thì cụ thể như thế nào thì Thị sẽ hướng dẫn từng bước cho các bạn nha. Khi bạn đã vào giao diện như thế này rồi nè, bạn bấm tạo ngay giúp mình ở đây nha. Trong trường hợp mà bên này các bạn giao diện các bạn là tiếng Anh gì đó thì bạn có thể đổi lên nha. Ở đây có rất là nhiều thứ tiếng này, bạn hãy đổi lên tiếng Việt hay là tiếng nào đó. Ví dụ như bạn quen dùng tiếng Anh thì bạn có thể đổi sang là English đấy. Còn như mình hiện nay ở Việt Nam thì mình sẽ chọn là giao diện tiếng Việt đó. Bạn quay đây rồi thì ở đây địa chỉ email thì bạn đã thêm cái địa chỉ email mình vào nha, hoặc là sử dụng điện thoại di động cũng được nha. Bạn sẽ có hai cách như vậy. Đấy, ví dụ như mình sẽ dùng email đi. Rồi mật khẩu, mình sẽ nhập mật khẩu cho cái tài khoản quảng cáo này bạn nha. Đấy. Rồi, thì mình sẽ nhập cái tài khoản mật khẩu vậy các bạn nha. Sau đó mình sẽ bấm như đây nè bạn. Đấy, bằng cách nhập vào đây, bạn đồng ý với TikTok Commerce Store, tức là điều kiện dịch vụ nữa các bạn. Các bạn cứ tích vào đây được. Sau đó bấm đăng ký. Trong trường hợp mà bạn có tài khoản TikTok cá nhân á, bạn cũng có thể đăng ký được qua tài khoản TikTok cá nhân. Thì bạn hãy đăng nhập ở bên dưới này. Thì khi đăng nhập bên dưới này á, nó sẽ yêu cầu bạn quét mã QR các bạn nha. Quét mã QR để bạn đăng nhập vào TikTok. Đấy, còn trường hợp này thì sẽ tạo tài khoản TikTok Business không cần thông qua cái tài khoản TikTok luôn nha. Đó, thì bấm đăng ký luôn như thế này. Rồi, ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn là chọn hai đối tượng có hình dạng giống nhau. Thì ở đây là cái bước xác minh xem là bạn có phải là robot hay không. Thì bạn cần phải chọn hai đối tượng có hình dạng giống nhau nha. Ở đây các bạn. Đó, xác nhận. Đã xác minh hoàn tất là ok. Đó, nó yêu cầu các bạn là xác nhận email của bạn. Thì hồi nãy bạn mới nhập cái địa chỉ email gì thì bạn hãy truy cập lại cái địa chỉ email của bạn nha. Mình di chuyển bên trong cái email của bạn nè. Đấy. Đến phần Gmail này các bạn. Hộp thư đến nha. Đấy, ở đây bạn TikTok for Business này, bạn mở lên. Ở đây nó có cái mã xác minh này bạn thấy không? Bạn copy cái mã xác minh này nè. Đấy, bạn quay đây. Bạn dán vào. Đó, nó không ok bạn ơi, bạn nó kêu mình phải nhập. Thì bây giờ mình sẽ đọc nha. 4D6AHM. 4 nè, D nè, 6 nè, A nè, H, M. Rồi. Nếu như nó nhập đúng thì nó truy cập ở bên trong nha. Đó. Thì ở đây bạn sẽ đặt tên doanh nghiệp của các bạn. Trong trường hợp bạn là cá nhân thì bạn đặt tên cá nhân. Còn trong trường hợp này của Thiện là bên công ty WoWeb địa ghi, website là woweb.com thì Thị sẽ đặt tên theo đúng tên doanh nghiệp của mình luôn là WoWeb địa ghi. Đấy. Ngành nghề thì mình sẽ chọn ngành nghề mà nó liên quan đến doanh nghiệp bên mình. Thì bên mình làm về mảng thiết kế website, thiết kế app, dịch vụ marketing online và các khóa học digital marketing. Đó. Thì chủ yếu lĩnh vực bên Thiện làm đó là marketing và thiết kế phần mềm. Thì bây giờ mình sẽ kiếm cái ngành đó nó phù hợp hơn nha. Ở đây, ví dụ dịch vụ nè, xem là có ngành của mình không nha. Đấy, ví dụ như mình sẽ chọn là quảng cáo của dịch vụ PR đi. Đấy, một ngành nghề nó gần tương ứng với cái doanh nghiệp của mình cũng được nha. Rồi, quốc gia khu vực là Việt Nam, tiền tệ Việt Nam đồng. Rồi, múi giờ là cộng 7 là ok nha. Ở Việt Nam chúng ta sẽ lấy là múi giờ cộng 7. Rồi, điện thoại. Rồi, bạn nhập số điện thoại của bạn vào nha. Đấy, 0907684279 là số điện thoại của mình nè. Rồi tiếp theo là bạn nhấp vào ô này nha. Bằng cách nhấp vào đây bạn đồng ý với TikTok. Đấy, bắt buộc phải nhấp vào đây nha. Sau bấm tiếp tục các bạn. Đấy, bạn đang gửi quá nhiều mã xác minh, hãy thử lại. Thì ở đây á, do là số điện thoại của mình đã xác minh một hai cái tài khoản TikTok Ads trước đây rồi, cho nên là đôi khi không biết nó có cho phép chúng ta là xác minh hay không. Nếu trường hợp mà nó không cho chúng ta xác minh đó các bạn, thì các bạn có thể bấm quay lại nè. Các bạn đổi số điện thoại khác nha. Đổi số điện thoại khác. Số điện thoại người thân của các bạn hay số điện thoại bạn bè của ai đó cũng được, bạn mượn cũng được. Đó.
Đấy, khi bạn nhập mã xác minh vào thì ok các bạn nha. Bạn đợi một chút cho nó di chuyển vào bên trong. Đó, bạn thấy không? Bây giờ nè, xem và chấp nhận chính sách quảng cáo chống phân biệt đối xử của chúng tôi. Đó, bạn tiết hết mấy cái này nha. Cái này là user ID của bạn nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm chấp nhận. Rồi, tiếp theo nữa, trạng thái thuế. Thì ở đây á, doanh nghiệp của bạn hay là cá nhân, trường hợp là cá nhân thì bạn sẽ chọn là non đi. Non VT tức là bạn sẽ không có mã số thuế. Còn trong trường hợp nếu như bạn là doanh nghiệp giống như bên Thiện luôn thì bạn có thể chọn là VT cũng được nha. VT nè, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là mã số thuế. Thì lúc này mình sẽ lên trên Google bằng tra cũng được. Google nè, tra cứu mã số thuế công ty trách nhiệm hữu hạn WooWeb địa ghi. Đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn WooWeb địa ghi là công ty bên mình. Ở đây các bạn, đây là mã số thuế của nha. Đó, rồi mình sẽ bỏ vô bên đây. Rồi, thanh toán tự động hay là thanh toán thủ công thì bạn có thể chọn thanh toán tự động nha. Rồi bạn bấm đi đến trình quản lý quảng cáo. Đó, trong trường hợp là doanh nghiệp thì bạn bỏ cái tag ID vào. Trong trường hợp là cá nhân thì nhắc lại là không cần bỏ nha. Đó, thì ở đây nó có hai chế độ để bạn sẽ chạy quảng cáo nha. Nhưng mà đơn giản nhất, hiệu quả nhất thì Thiện sẽ khuyên các bạn là nên chọn cái chế độ là đơn giản. Đó, để bạn bắt đầu bạn chạy quảng cáo trên TikTok nha. Bấm vô đây. Rồi, ở đây nó yêu cầu các bạn là, nó hỏi các bạn là bạn chạy quảng cáo TikTok Ads với mục đích gì, mục tiêu gì. Đó, thì bạn phải chọn một trong các mục tiêu này. Ví dụ như lưu lượng, bạn muốn người dùng họ sẽ từ ở trên TikTok họ truy cập vào website của bạn nha, từ trên TikTok họ truy cập vào website của bạn hay truy cập vào trang landing page của bạn, thì bạn chọn cái mục tiêu đầu tiên là lưu lượng. Đó, mục tiêu thứ hai là tương tác với cộng đồng. Ở đây các bạn có thêm lượt theo dõi trang hoặc lượt truy cập hồ sơ. Thì với cái mục tiêu này á, ở đây bạn muốn người dùng trên TikTok á, họ sẽ truy cập vào cái hồ sơ cá nhân trên cái tài khoản TikTok của bạn, thì bạn sẽ chọn cái mục tiêu này. Rồi mục tiêu tiếp theo là tạo khách hàng tiềm năng. Thì ở đây nó ghi rất là rõ, thu thập thêm thông tin liên hệ từ khách hàng tiềm năng bằng cách thêm biểu mẫu liên hệ vào quảng cáo của bạn. Biểu mẫu liên hệ đây có thể là một cái form không nha, một cái form đăng ký. Thì ví dụ bạn dễ hiểu nè, một cái form đăng ký bao gồm một cái tên, rồi bao gồm số điện thoại, bao gồm địa chỉ ấy, như cái form đơn giản như thế này ấy, họ tên, số điện thoại và email, hoặc là lựa chọn dịch vụ và có chỗ ghi chú như thế này. Đó, được gọi là cái mục tiêu này nha, tạo khách hàng tiềm năng. Rồi lượt chuyển đổi trên trang web, đấy, thúc đẩy những hành động có giá trị trên trang web của bạn. Thì ở đây cũng là một cái hình thức quảng cáo mà nó dạng là yêu cầu người dùng chế tốt các bạn, nó truy cập vào một trang web nào đó hay một trang landing page nào đó, nhưng mà bạn phải cài thêm một số đoạn mã trên cái trang web đó. Ví dụ như họ truy cập vào trang web mà họ nhấp vào cái nút chat hay nút gọi điện hay nút messenger thì đây được gọi là chuyển đổi các bạn nha. Đó, tức là bạn phải thêm một bước nữa là bạn phải cài đặt. Đấy, còn bước trên lưu lượng thì nó không cần phải cài đặt, không cần phải cài đặt về code. Đó, thì để đơn giản nhất thì mình sẽ chọn lưu lượng, tại vì mục tiêu mình lên chiến dịch này là mình muốn chạy quảng cáo cho khóa học đào tạo sale nha, khóa học đào tạo sale sắp tới này. Thì nếu như bạn nào chưa biết về SEO thì SEO đây cũng là một cách để giúp các bạn tiếp cận hàng chục ngàn khách hàng miễn phí mỗi tháng các bạn nha. Đó, những cái doanh nghiệp nào thành công, những cái anh chị nào bán hàng online thành công thì họ đều áp dụng kỹ thuật SEO cả. Đó, ví dụ như doanh nghiệp bên mình sẽ cho bạn thấy nè, đây là một công cụ Google Search Console mà mình đang thống kê trên website của mình là woowebdegree.com này. Đây là website doanh nghiệp bên mình. Thì ở đây bạn thấy nè, tổng cái hiệu suất tổng là 51.216 lượt nhấp vào kết quả tìm kiếm trên web nha. Vào kết quả tìm kiếm trên web mà kết quả này là không trả phí vào nha. Kết quả này kết quả miễn phí đấy các bạn. Bạn có thể là thống kê một cái thời gian ngắn trong 3 tháng thì là 51.200. Còn bạn thấy thống kê trong 28 ngày thôi, tức là trong một tháng gần nhất thôi. Thì ở đây website bên mình, công ty bên mình tiếp cận 22.000, bạn thấy không? Tiếp cận hàng vài chục ngàn khách hàng miễn phí mỗi tháng. Thì ví dụ này bạn, dân ta biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google. Ví dụ như họ cần một cái dịch vụ đó, họ lên Google, họ gõ ví dụ như là đào tạo sale đi. Thì nếu như ai đó có nhu cầu học sale thì họ sẽ lên Google, họ sẽ gõ như này, đào tạo sale. Để chứ các bạn, để họ tìm các đơn vị, các trung tâm đào tạo uy tín để họ theo học. Đó, thì như website bên mình đang đứng top 3, thấy không? Đứng top 3 trên Google. Và từ khóa đào tạo sale này là một từ khóa rất là khó để mà có thể là sale được các bạn nha. Vì phải cạnh tranh những chuyên gia sale hàng đầu tại Việt Nam. Đó, những doanh nghiệp bên mình vẫn đứng top 3 trên Google. Đấy, thì chứng tỏ điều là năng lực SEO bên mình rất là mạnh các bạn nha, rất là mạnh. Nếu như xếp hạng ở tại Việt Nam thì mình chỉ thua có hai anh đầu tiên thôi. Đó, nhưng mà hiện nay mình đang đẩy lên từ từ để cho nó vượt mặt hai anh này luôn các bạn nha, chứ không phải là chỉ đứng đây đâu. Đó,
Thì nói chung là khi mà người dùng ở Google họ gõ bất cứ từ khóa nào, ví dụ như khóa học livestream cũng chẳng hạn, mà website của bạn đứng top đầu, đứng top đầu, đây là website mình đứng top 2 nè, bạn thấy không? Đứng top đầu thì tất nhiên một điều là bạn sẽ tiếp cận được rất nhiều khách hàng miễn phí nha. Khách hàng họ nhấp vào cái kết quả tìm kiếm này, nhấp website chúng ta này, họ đọc thông tin và hoàn toàn là đây là miễn phí. Chúng ta không trả một đồng phí nào cho Google cả. Nhớ nha, không trả một đồng phí nào cho Google cả. Còn nếu như mà các bạn sử dụng hình thức khác là hình thức Google Ads. Google Ads các bạn nha. Ví dụ như một từ khóa nào đó, ví dụ như AdWords chẳng hạn, AdWords. Đấy, thì từ khóa này hiện nay không có ai quảng cáo cả. Hoặc từ khóa như là ở đây các bạn nha, ví dụ với một từ khóa taxi chẳng hạn, taxi này thì được tài trợ, đây là hình thức quảng cáo Google Ads các bạn nha, hình thức quảng cáo Google Ads. Thì đối với hình thức này á, nếu như mà người dùng tức là Nhật Thiện này thì nhấp vào cái website này chẳng hạn đang quảng cáo nè, thì cái chủ website này phải tốn tiền các bạn nha, một click gì đôi khi là 5.000, 10.000, thậm chí là 20.000, 30.000 tùy vào cái thời điểm nó cạnh tranh cao hay thấp nha. Đó, còn nếu như mà các bạn có kỹ thuật SEO, các bạn biết kỹ thuật SEO, các bạn đưa website lên top như thế này, lên top đầu như thế này mà chúng ta không cần quảng cáo luôn, thì đây được gọi là hình thức sẽ là hình thức là SEO các bạn nha, vị trí SEO, và chúng ta không cần phải tốn tiền. Như bạn thấy nè, taxi mailing khi mà gõ taxi thôi thì tự động là cái doanh nghiệp đứng đầu tiên, và thật sự là cái doanh nghiệp này họ sale rất là tốt nha, họ làm SEO rất là tốt luôn, họ có đội ngũ SEO rất là kinh khủng đó các bạn. Đó, thì ngoài ra do tại sao cái vị trí quảng cáo này ở dưới này nó hiện ở dưới này các bạn nha, nó hiển thị ở top 11 tức là dưới top 10 đấy, chứ không hiển thị ở top đầu, là lý do tại sao? Lý do tại vì anh này đặt giá thầu hơi thấp các bạn nha, đặt giá thầu đôi khi là mới có đặt 3-4 ngàn thôi, nó quá thấp cho nên nó sẽ hiển thị ở vị trí nó ở dưới này. Nếu như đặt giá thầu cao hơn, ví dụ 10 ngàn hay là 15 ngàn, có thể là chúng ta sẽ lên được top 1 nha, ở trên này, cao hơn vị trí của sale nha, cao hơn vị trí của sale. Nói chung á, vị trí SEO sẽ giúp các bạn có khách hàng miễn phí và nó đều đặn hàng tháng nha, khi bạn lên top còn rất là đều đặn và nó hiển thị 100% ở trên đây, kể cả ngày và đêm. Còn Google Ads á, thì khi các bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ hiển thị lên top, nhưng mà khi các bạn hết ngân sách, hết tiền quảng cáo thì cái vị trí này nó sẽ không còn nữa nha, nó sẽ bị gớt đấy. Còn sale thì nó sẽ đứng hoài như thế này. Chính vì cái lý do này mà website bên Thiện đấy có vài chục ngàn khách hàng miễn phí mỗi tháng đều là kết quả của SEO nha, kết quả SEO. Thì các bạn hãy tư duy là các bạn kinh doanh cái sản phẩm gì, các bạn bán hàng sản phẩm gì, các bạn hãy đưa website của bạn lên top Google, top tìm kiếm của Google nha, với các lĩnh vực của bạn kinh doanh thì các bạn sẽ bán được rất là nhiều hàng, bạn tiếp cận được hàng vài chục ngàn khách hàng miễn phí là chuyện hết sức bình thường các bạn nha, như chuyện mà doanh nghiệp của Thiện đã làm được đó. Thì đây là Thiện nói thêm về kỹ thuật SEO và kỹ thuật Google Ads. Thì không phải chúng ta bán hàng lúc nào chúng ta cũng chạy quảng cáo trên TikTok đâu nha, quảng cáo trên TikTok cũng chỉ là một cách để tiếp cận khách hàng thôi đó. Còn các bạn sẽ có rất là nhiều cách khác ngoài quảng cáo TikTok, thì có SEO này, có Google Ads này, có Facebook Ads này, vân vân, có nhiều cái hình thức khác nữa đấy. Thì nếu như bạn nào quan tâm về khóa đào tạo sale á, giúp các bạn đưa website lên top Google có vài chục ngàn khách hàng miễn phí mỗi tháng như vậy á, thì các bạn có thể liên hệ với Thiện thông qua số hotline 0907684279 nha. Thì Thiện cũng thường xuyên mở khóa đào tạo sale cho cá nhân và cho nhiều doanh nghiệp, nhưng mà nói chung á, cái khóa mà khai giảng ngày gần nhất là ngày 8 tháng 10 2023 này, khóa này thì nó rất là ok, giá thì Thiện đã hỗ trợ tới 90% rồi, chứ không học phí nha. Cái khóa này là khóa đào tạo sale chuyên sâu, giúp các bạn sale lên top bất kỳ từ khóa nào, dù là những từ khóa khó nhất, và học phí chỉ có 10 triệu đồng thôi, rất là rẻ. Đấy, các bạn chấp nhận bỏ 10 triệu đồng các bạn tiếp cận được vài chục ngàn khách hàng miễn phí thì Thiện thấy là cái con số chi phí này quá là rẻ. Đó, để các bạn này đứng đầu ngành trong lĩnh vực bạn kinh doanh. Thì khóa học sale này hiện nay cũng được khoảng 8-9 bạn đăng ký rồi. Đó. 8-9 bạn đăng ký các bạn nha. Đấy. À, 9 thành viên thì chúng ta trừ Thiện ra thì còn 8 bạn đã đăng ký. Thì bạn nào mà muốn học cái khóa SEO này cứ liên hệ với Thiện thông qua số hotline đó nha. Còn bây giờ tiếp tục lại với cái việc là Thiện sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy quảng cáo trên TikTok, nó không khá đơn giản thôi. Ở đây lý do là Thiện muốn dẫn người dùng truy cập vào trang web của Thiện, trang web này nha. Tại trang web này Thiện đã mô tả đầy đủ chi tiết khóa học bên mình rồi. Đó, người dùng có truy cập vào đây họ sẽ đọc được tất cả thông tin này. Nếu như họ cảm thấy phù hợp thì họ sẽ liên hệ với mình thông qua các số hotline trên đây để mà họ đăng ký. Đó, thì mình sẽ để đường dẫn là cái trang web này luôn, cho nên mình sẽ chọn ở đây là lưu lượng, chọn lưu lượng nha, rồi sau bấm tiếp tục. Trường hợp mà bạn nào mà chưa website hoặc là chưa có một cái trang landing page để giới thiệu sản phẩm dịch vụ của các bạn á, thì các bạn sẽ vào youtube.com nha, bạn vào youtube.com mà gọi là cách tạo landing page bạn nha, landing page miễn phí đó,
Landing page là một trang giúp các bạn giới thiệu cửa hàng, giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ rất là chuyên nghiệp các bạn nha. Nó phục vụ cho việc chúng ta chạy quảng cáo rất là tốt, có chuyển đổi rất là cao. Thì ở đây Thiện có trên YouTube, Thiện có làm video hướng dẫn rất là chi tiết. Bạn tìm đúng đến cái kênh Lâm Anh Thiện đó nha. Đây các bạn, Lâm Anh Thiện nè. Ở video là Thiện đã làm hướng dẫn bằng rất là kỹ, là thời lượng của video là tới 1 tiếng rưỡi. Đấy, rất là kỹ, rất là chi tiết để giúp các bạn là tạo được một trang landing page nó chuyên nghiệp và nó chuyển đổi cao. Thì thông qua đó các bạn chạy quảng cáo sẽ cực kỳ là chuyển đổi và cực kỳ là tốt nha, hiệu quả. Chứ bạn không có một trang web hay là không có một trang landing page nó chuyên nghiệp á, bạn dẫn người dùng từ TikTok về á, thì họ sẽ đọc, họ sẽ không có thuyết phục được họ và họ sẽ không mua hàng đâu. Cho nên các bạn cố gắng tạo một trang landing page hoặc là tạo website chuyên nghiệp trước khi bạn chạy quảng cáo TikTok nha, với điều kiện là bạn chạy dưới dạng là lưu lượng truy cập nha. Đó, thì khi bạn đã chọn cái lưu lượng rồi, tiếp theo bạn hãy chọn đối tượng nha. Bạn chọn đối tượng thì đây, đối tượng là sao? Đối tượng ở đây là những người họ xem được quảng cáo của chúng ta trên TikTok nha, tức là những người dùng ở trên TikTok các bạn, họ xem được quảng cáo chúng ta. Thì địa điểm thì bạn hãy chọn địa điểm. Trường hợp này thì muốn đào tạo cái khóa sale này và thì muốn chạy toàn quốc. Đấy, chạy toàn quốc. Hoặc cách thứ hai nữa, thì sẽ không để toàn quốc mà thiện sẽ dùng một cái trang đó là Google Trend thôi nha. Google Trend. Google Trend là sao? Là Google xu hướng đó các bạn. Đấy, vào nhấp vào Google Trend này để làm chi? Để chúng ta khám phá xem là cái lĩnh vực đào tạo sale này, cái từ khóa đào tạo sale này ở cái vị trí nào, người dùng ở vị trí nào họ tìm kiếm nhiều, họ quan tâm nhiều, thì chúng ta chạy quảng cáo TikTok đến đó nha. Đó. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn khám phá này. Rồi mình sẽ chọn ví dụ đào tạo sale, đào tạo sale. Đấy, cái lĩnh vực, cái sản phẩm bằng là gì thì bạn cứ nhấp vào như vậy thôi. Ở đây bạn để ý nè, nó sẽ liệt kê một số tỉnh hay mức độ quan tâm theo tiểu vùng này, bạn thấy không? Nó liệt kê bạn một số tỉnh, tỉnh nào mà nó có mức độ quan tâm 100% như thế này là tỉnh đó họ quan tâm về sale rất là nhiều. Dù Yên Bái, Lai Châu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau nè. Đó, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hà Giang nè, bạn thấy không? Đó, Bình Phước nè, Kon Tum nè, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh bạn thấy vậy mà quan tâm rất là ít, thấy không? Chỉ có 36 thôi. 36 mức độ quan tâm thôi. Đấy, Hà Nội thì chỉ 33 thôi. Đó, thì thông qua đây mình có thể chọn một số tỉnh, một số tỉnh mà nó sẽ có nhiều cái sự quan tâm. Ví dụ Yên Bái, Lai Châu và Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau. Đó, mình sẽ quay đây mình sẽ chọn lại, không chọn Việt Nam, lúc này bạn hãy chọn theo cái tỉnh nha. Ví dụ như là ở bên đây là cái chỗ nào đây? Yên Bái. Mình sẽ chọn Yên Bái các bạn nha. Yên nè. Bái. Đó, bạn thấy không? Yên Bái này. Rồi. Ở đây nó cho bạn quy mô đối tượng này 338.000 cho đến là 414.000 người dùng họ ở khu vực này nha. Họ ở khu vực đó đó, khu vực Yên Bái các bạn. Đó, bây giờ mình thêm một số tỉnh nữa, ví dụ như là Lai Châu, Sóc Trăng, Hậu Giang. Lai Châu. Đó, nó lên luôn nha. Sóc Trăng. Hậu Giang. Thì ở đây mình ví dụ cho các bạn, mình hướng dẫn bạn cách chạy quảng cáo cho TikTok, cho nên là mình sẽ tạm thời mình sẽ liệt kê một số tỉnh hàng đầu như thế này thôi. Còn nếu như các bạn mà các bạn set up một chiến dịch chạy quảng cáo trên TikTok thực tế luôn á, thì bắt buộc các bạn phải đưa hết tất cả những cái tỉnh này vào nha. Ở đây ví dụ như có khoảng bao nhiêu tỉnh quan tâm nhiều đấy. Nếu như mà cái mức độ quan tâm nó quá thấp đi, ví dụ mức độ quan tâm chỉ có 10 mấy 20 mấy, có thể bạn không cần phải bỏ vào. Từ mức độ quan tâm từ 30 40 trở lên thì bạn thì bỏ vào. Đó, thì có thể có khoảng 20 30 tỉnh gì đó họ quan tâm nhiều. Ở ví dụ như Hồ Chí Minh và Hà Nội mình sẽ bỏ vào luôn. Ở đây Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tại vì ở Hồ Chí Minh và Hà Nội các bạn ở khu vực này cạnh tranh rất là cao và người ta sẽ quan tâm với cái việc là SEO nhiều hơn các bạn nha. Đó, thì đó là phần địa điểm. Tiếp theo là phần lộ đối tượng, đối tượng tùy chỉnh. Thì ở đây bạn sẽ cần target thêm là thông tin nhân khẩu học và mối quan tâm và hành vi. Ví dụ sở thích của họ là gì, rồi họ là ai, bạn phải cần target rất là chi tiết các bạn nha. Bạn mà target đối tượng khách hàng càng chi tiết thì có nghĩa là bạn sẽ quảng cáo trên TikTok nó càng hiệu quả nha. Vì đây là đối tượng họ xem trực tiếp cái quảng cáo chúng ta. Nhớ nha, đây là đối tượng họ xem trực tiếp quảng cáo chúng ta. Nếu như các bạn set up một chiến dịch quảng cáo trên TikTok á, mà các bạn bỏ qua khâu này á, là bảo đảm với các bạn là sẽ chạy quảng cáo trên TikTok nó không hiệu quả nha. Nó sẽ không hiệu quả đâu. Nên bạn hãy target thật là kỹ giúp mình. Nếu như bạn nào chưa biết cách target khách hàng luôn á, tức là vẽ chân dung khách hàng đó, thì bạn hãy lên YouTube bạn gọi giúp mình nha, cách vẽ chân dung khách hàng. Chân dung khách hàng mục tiêu
Đấy, cộng với cái từ khóa Lâm Thanh Thiện nha, Lâm Thanh Thiện. Cách vẽ chân dung khách hàng mục tiêu Lâm Thanh Thiện, bạn gõ tìm kiếm như thế này. Ở đây các bạn, mình có làm video rất là cụ thể là chân dung khách hàng là gì, bí quyết vẽ chân dung khách hàng mục tiêu chính xác cụ thể. Thì bạn xem video này nữa để bạn sẽ vẽ được một cái đối tượng, một chân dung khách hàng của mình nó rất là sát, nó rất là chi tiết, rồi bạn bỏ vào đây thôi. Thì ở đây mình sẽ vô phần thông tin nha, câu học nè. Thì nam nữ mình chọn tất cả, giới hạn thì mình sẽ chọn giới hạn đây các bạn nha. Vì những cái đối tượng mà họ học SEO là những đối tượng này, những anh chị này họ đang kinh doanh, hoặc là những cái người này họ thuộc trong lĩnh vực bán hàng đó, thì đôi khi cái tuổi của họ phải từ 25 đến 34, thậm chí là 35 đến 45 luôn các bạn nha. Đó, thì mình chọn hai cái phân đoạn tuổi này thôi, còn những phân đoạn tuổi khác mình sẽ không chọn. Đó, tiếp theo về ngôn ngữ thì ở đây mình có thể là chọn ngôn ngữ như thế nào. Ở đây mình sẽ không chọn về ngôn ngữ luôn. Trong trường hợp các bạn có thể, các bạn chạy sản phẩm nào đó, bạn hãy chọn ngôn ngữ nha. Còn trường hợp này mình đã target ở một số tỉnh thành này rồi, thì tất nhiên ngôn ngữ này là ngôn ngữ của thiết bị của họ nha. Ngôn ngữ của thiết bị các bạn, ngôn ngữ mà họ sử dụng cái thiết bị để họ lướt TikTok các bạn nha, chứ không phải là ngôn ngữ mà họ dùng đâu, ngôn ngữ mà họ nói chuyện đâu, ngôn ngữ mà họ sử dụng cái thiết bị của họ đó. Tiếp theo là mối quan tâm và hành vi, thì bao gồm những người có bất kỳ mối quan tâm nào sau đây thì bạn có thể là mở rộng ra đấy. Bạn để xem là được đề xuất hoặc là duyệt tìm nha. Mình sẽ xem là được đề xuất nè. Ở đây á, là giáo dục, tức là những người nào, những người này họ sẽ quan tâm đến cái việc là bao gồm những người này quan tâm về giáo dục, tức là họ sẽ có cái gọi là cái nhu cầu học nhiều các bạn đấy, nhu cầu phát triển bản thân nhiều đó. Thì mình sẽ tập trung vào một số đối tượng này. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ tập trung vào một số là dịch vụ kinh doanh, tức là những người này là những người họ đang kinh doanh các bạn nha. Những người này họ có thể là chủ doanh nghiệp, họ có thể là chủ cửa hàng, hoặc họ có thể là một cái bạn nhân viên sale đấy, thì bắt buộc là mình sẽ chọn những người này. Còn những đối tượng khác như là tin tức, giải trí và trò chơi, nếu như các bạn chọn đối tượng này á, thì nó không phù hợp với cái sản phẩm của Thiện. Tại sản phẩm của Thiện hiện tại là đào tạo SEO đó, mà Thiện chọn mấy cái bạn mà chỉ quan tâm đến tin tức giải trí thôi á, thì nó không phù hợp. Mà không phù hợp thì quảng cáo chúng ta không hiệu quả nha. Tại vì khi các bạn hiểu đơn giản này, các bạn chạy quảng cáo đến họ, nhưng mà họ đâu có quan tâm đến cái dịch vụ, đến sản phẩm của bạn đâu, thì như vậy chắc nhiên một điều là quảng cáo của bạn sẽ không hiệu quả. Đó, mình nói rất là kỹ phần này để các bạn có thể là hiểu sâu sắc về cách chạy quảng cáo TikTok Ads làm sao cho nó hiệu quả nhất các bạn nha. Rồi, thì ở phần này mình sẽ chọn như vậy, giáo dục và dịch vụ kinh doanh. Rồi, tiếp theo ở bước dưới là những người thực hiện các hành động tương tác sau đây video. Thì tương tác có nghĩa là họ xem xong thì họ đã xem hết video đó nè, hay là họ chỉ đã thích nè, xem xong họ bấm like thích nè, hay là đã bình luận đấy, hay là đã chia sẻ. Thì đây là một cách target khách hàng nó cũng khá là chi tiết. Mình sẽ bấm là thường là mình sẽ chọn đã xem xong nè đấy, hoặc là đã thích nè, đã bình luận nè, đã chia sẻ nè, những video thuộc chủ đề nào mà bấm là được đề xuất lên nha. Thay lành có nghĩa là tài năng đó các bạn. S là giống như là ở đây mình thôi ghi là nghệ thuật đấy. Bạn có thể là nếu bạn không hiểu tiếng Anh thì bạn có thể là copy cái từ này, bạn bỏ qua Google dịch nha, bỏ Google dịch để bạn dịch. Còn professional effect là những cái hiệu ứng đặc biệt của chuyên nghiệp và chuyên gia vậy nè. Đó, rồi lifestyle là phong cách sống nè, entertainment là giải trí nè, culture and giáo dục technology thì mình sẽ chọn cái giáo dục nha. Đó, education đó, ví dụ như professional là một kỹ năng chuyên nghiệp, hay là một cái tài chính và kinh doanh thì mình chọn chỗ này. Tức là những người này họ sẽ xem những cái video về chủ đề giáo dục, về chủ đề kinh doanh, họ xem hết luôn nha. Đấy là họ xem xong nè, hoặc là họ xem rồi họ like nè, hoặc là họ bình luận nè, hoặc là họ chia sẻ nè, thì mình mới chạy đến những người này. Thì như vậy cái quảng cáo mình nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nha. Tức là những người dùng này họ quan tâm cực kỳ quan tâm đến những cái lĩnh vực này đó. Rồi, chọn hành vi trong ngày qua thì ở đây có nghĩa là cái hành vi của người dùng này đã bao lâu rồi, trong 7 ngày hay trong 15 ngày, thì mình sẽ chọn trong 15 ngày luôn nha. Đó, trong 15 ngày luôn. Rồi, đó là một số cách để mình target đối tượng khách hàng. Rồi, bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình ở đâu thì ở đây TikTok nó có một số cái đối tác của nó các bạn nha. Ở đây mặc định nó là TikTok rồi nè. Tiếp theo nó có phần là Pingle nè, mạng lưới nhà xuất bản cao cấp toàn cầu, chỉ khả dụng một số khu vực. Thì nếu như mà bạn chọn cái tự chọn nữa thì bạn thấy là quy mô nó tự động nó nhân rộng lên, lớn lên nè. Còn nếu như bạn chỉ muốn chạy trên TikTok thôi thì bạn sẽ bỏ cái tích này đi. Đấy, thì quy mô đối tượng nó lại giảm lại. Ở đây quy mô đối tượng mình từ 8 triệu cho đến 10 triệu, thấy không? 8 triệu người đến 10 triệu người, thông qua các độ tuổi, thông qua địa điểm, thông qua cái sở thích hành vi mà mình target khách hàng. Đó,
thì quy mô đối tượng này nó cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi bạn nha, nó chỉ là mô phỏng thôi, nó không chính xác 100% đâu, nhưng mà nó cho biết được cái khoảng nhất định. Rồi tiếp theo bấm là tiếp tục để bạn chọn cái phần là thiết lập ngân sách nha. Ngân sách của bạn bao nhiêu đây, ngân sách hàng ngày đấy các bạn, thì bạn hãy chọn là 150.000 hay bạn chọn bao nhiêu. Ở đây là bắt đầu ngay và không có ngày thúc, ở đây đặt ngày thì nó sẽ có hai tùy chọn cho bạn. Một đó là bạn chạy 150.000 đồng này, rồi bạn đặt ngày chạy và ngày kết thúc nha. Đặt ngày chạy ví dụ ngày hôm nay ngày 25 tháng 9 2023, đặt ngày hôm nay rồi đặt ngày chạy là ok, và đặt ngày kết thúc là tới ngày nào nó sẽ ngưng. Ví dụ như cái khóa học này của mình là hiện nay mình sẽ xem là ngày 8 tháng 10 mình sẽ bắt đầu mình dạy, mình mở khóa, thì lúc này chắc nhiều một điều là mình sẽ chạy đến ngày 7 tháng 10 thôi để mình tổng kết, mình gom lại cái học viên, mình chạy ngày 7 tháng 10 thôi đó. Và giờ thì mình chạy khoảng vào lúc là tới 00 giờ thôi, 23 giờ đi, 23 giờ ngày 7 tháng 10 đó, 23 giờ tức là khoảng 11 giờ đêm các bạn, 21 giờ đêm nha, không 11 giờ gửi đêm đi, ngày 7 tháng 10, tại vì ngày 8 tháng 10 là chúng ta sẽ bắt đầu học, cho nên là mình sẽ chạy như thế này đó. Rồi sau bấm tiếp tục, rồi bước cuối cùng đó là tạo quảng cáo. Thì ở đây á, bạn có thể tạo quảng cáo bằng cách là bạn đăng nhập bằng TikTok, tức là bạn sẽ lấy cái video mà bạn đã đăng trên TikTok cá nhân của bạn rồi để bạn chạy nha. Hoặc là bạn có thể là đây nè, đăng bằng tài khoản trình quản lý quảng cáo TikTok của bạn, tức là bạn sẽ đăng một cái mẫu quảng cáo ở đây luôn, bạn không cần phải đăng nhập tài khoản TikTok của bạn nha. Đó, thì đây mình sẽ tải video có sẵn mình lên. Thì đây nó cho phép bạn là tối đa là 20 video nha. Định dạng đề xuất là A4.mov.mpeg hoặc là .av, nhưng dung lượng tệp là chỉ có 500MB thôi chứ không được nhiều hơn. Thì đây mình sẽ lấy cái video mình đã xuất bản sẵn các bạn nha, video cho chạy quảng cáo đào tạo sale rồi này. Đây mình sẽ lấy video này, rồi mình sẽ chọn là video quảng cáo đào tạo sale full này các bạn. Đó, mình chọn video này. Video này mình đã chuẩn bị trước đó các bạn nha, chuẩn bị trước đó rồi. Thì ở đây nó yêu cầu là dùng bản gốc hay là bạn chỉnh sửa, thì bạn có thể là dùng bản gốc các bạn nha. Thì mình dùng bản gốc luôn nha. Đó, mình dùng bản gốc luôn. Đó. Thì tiếp theo nữa là tên hiển thị, thì ở đây nè các bạn, tên hiển thị là ở đâu? Là ở cái chỗ này nè nha, chỗ ADS nè. Thì mình sẽ ghi là web để ghi đi tên công ty mình đi. Hoặc bạn thấy ghi luôn một cái gọi là sản phẩm, dịch vụ của bạn cũng được. Trong trường hợp này cái khóa học mình là đào tạo sale thì mình có thể là mình ghi đào tạo sale luôn. Đó. Rồi, văn bản thì bạn thể đặt mô tả ở đây. Văn bản ví dụ như là đẩy top website. Đẩy website đi. Đẩy website lên top Google. Từ khóa khó nhất. Tiếp cận vài chục ngàn khách hàng miễn phí. Đấy, trình tháng. Rồi. Mình thấy ghi như vậy. Lời kêu gọi hành động tức là sao các bạn? Tức là cái nút ở dưới này các bạn tìm hiểu thêm, là khi ta nhấp vào á, cái nút tìm hiểu thêm này nó sẽ dẫn qua cái trang này. Bạn hiểu không? Khi mà người dùng họ nhấp vào cái chữ tìm hiểu thêm nó dẫn qua trang này. Thì bây giờ mình sẽ muốn là cái từ vì mình muốn là đăng ký hay đăng ký ngay. Ví dụ mình chọn đăng ký ngay đi, hoặc là tìm hiểu thêm cũng được. Tìm hiểu thêm cũng được, hoặc là đăng ký cũng được, mình chọn tìm hiểu thêm cũng được. Đấy, gọi dưới là URL. URL tức là đường dẫn trang đích các bạn. Đường dẫn này nha, đường dẫn về cái trang web mà bạn muốn khách hàng họ xem nha. Đó, có thể là trang website, có thể là trang landing page, giống như mình nói đó. Bạn bỏ vô đây. Rồi ảnh hồ sơ thì bạn có thể tải lên cái logo công ty bên mình đi. Mình có thể để lên cái logo công ty bên mình. Ví dụ như mình đặt cái này đi. Đó. Mình để cái ảnh hồ sơ như thế này. Đó, nó rất là đẹp các bạn, đã đỏ như thế này, rất là đẹp luôn. Đào tạo sale đẩy website top Google từ khóa khó nhất. Đó. Thì ở đây bạn có thể bấm gửi nha. Xong hết cái này nè, bấm vào khi tích ô này bạn cho phép quảng cáo sử dụng các hiệu suất liên quan đến chiến dịch hiển thị trong trung tâm sáng tạo TikTok for Business, thì bạn bấm vô cái tích này cũng được nha.
Ngoài ra nếu như bạn nào mà chạy quảng cáo TikTok bằng cái video trên TikTok cá nhân của mình á, mà các bạn muốn chạy quảng cáo trên TikTok nó hiệu quả hơn nữa, các bạn có thể truy cập vào website là sarobot.vn nha, sarobot.vn nè, bạn tạo tài khoản nha. Nếu như chưa có tài khoản, đây thiện tài khoản rồi thì đăng nhập vào nè. Thì ở đây bạn sẽ di chuyển đến phần là dịch vụ TikTok các bạn nha. Để làm chi các bạn sẽ tăng các chỉ số như là tăng like nè và tăng share nha cho video của mình trước khi chạy quảng cáo nha. Thì khi mà like và share nó nhiều á thì tất nhiên đều là người dùng trên TikTok nó sẽ rất là ấn tượng, và tất nhiên đều là quảng cáo trên TikTok của bạn sẽ hiệu quả hơn cực kỳ, sẽ chuyển đổi cao hơn các bạn nha. Đó, đây là một cái mẹo, cũng là một tuyệt chiêu các bạn nha. Thực sự thì không phải ai cũng biết các bạn. Khi các bạn vào đây rồi thì các bạn có thể bấm chọn tăng like này, thì bạn kéo xuống bên dưới này nha, ở đây có hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn, các bạn xem và các bạn làm theo thôi các bạn nha. Đó đó, rồi bạn sẽ bấm gửi. Rồi thì bạn chỉ cần là bạn thêm cái phương thức thanh toán vào nữa thôi. Đấy, bạn phải trả 250 đồng để xác minh thẻ của mình. Chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn số tiền này trong vòng từ 1 đến 15 ngày làm việc. Thì bây giờ mình sẽ đi số thẻ mình vào nha. Đi số thẻ mình vào. Thì thẻ này bắt buộc là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ nha. Thì thẻ tín dụng là thẻ gì các bạn? Là thẻ bạn có thể sử dụng thẻ credit hoặc thẻ debit nha. Credit thì tức là thẻ tín dụng này là bạn sẽ sử dụng chức năng là thanh toán quốc tế và bạn dùng trước trả sau. Còn nếu như bạn dùng cái thẻ mà debit á, thì bạn ra ngân hàng Vietcombank hay là ngân hàng ACB, bạn vào đó bạn bảo là à chị ơi làm giúp em cái thẻ là Visa debit nha. Đấy thì mình sẽ nốt ra cái Visa cho bạn dễ hiểu. Visa debit phóng tôi bạn dễ thấy nha. Đấy, bạn cứ ra bất cứ ngân hàng nào cũng được, Vietcombank hay là ACB, bạn cứ nói rõ là Visa debit thì tất nhiên một điều là họ sẽ biết và họ sẽ làm cái thẻ cho bạn. ACB làm rất là nhanh các bạn, chỉ trong vòng 30 phút thôi là làm xong cái thẻ rồi. Và cái loại thẻ debit này thì bạn phải nạp tiền vô trước, giống như số điện thoại bằng gì phải nạp tiền vô trước rồi bạn mới có chức năng thanh toán quốc tế. Thì lúc này bạn xài bao nhiêu bạn nạp bao nhiêu, bạn làm xong cái thẻ bạn nạp vô 500.000 hay nạp vô 5 triệu gì đó tùy bạn thôi, rồi bạn sử dụng. Khi mà sử dụng hết thì bạn phải nạp tiền vô nữa để bạn sử dụng nha. Đó thì lúc này bạn có thẻ đó rồi, bạn cứ bỏ cái thẻ vô đây. Đấy thì mình sẽ lấy cái thông tin thẻ của mình bạn nạp vào nha. Rồi đây là thông tin thẻ của mình, tạm thời mình che cái phần thông tin thẻ đó các bạn nha, vì đây là thông tin cá nhân của mỗi người. Thì bạn cứ add cái thông tin thẻ bạn vào, sau bấm gửi. Rồi khi xác nhận tức là bạn sẽ cho phép cửa sổ bật lên của trình duyệt web, sau đó bạn có thể tiếp tục hoàn tất thanh toán, bấm xác nhận các bạn nha. Nói trước là bạn làm bước này là trong thẻ bạn phải có tiền nha. Đấy, phải có tiền các bạn nha, chứ không nó không xác minh được các bạn nha. Bạn đợi một chút. Đấy thì khi các bạn muốn thanh toán số tiền cho TikTok Ads này thì bạn sẽ không cần phải sợ, bạn phải xác minh số điện thoại của bạn một lần nữa. Tức là khi mà bên TikTok Ads trừ tiền thì bên ngân hàng họ sẽ gửi cái mã xác minh cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã đăng ký, để mà bạn sẽ được thì lúc này nó mới trừ tiền các bạn nha. Đó đây thì cái mã 6 bước này mình cũng tạm thời mình che luôn nha, vì đây là thông tin riêng của mỗi người. Đó đấy, bắt đầu nó check các bạn, bắt đầu nó check rồi nè. Rồi đang xử lý thanh toán, rồi đã thêm phương thức thanh toán. Đấy, bấm OK các bạn nha. Vậy là xong rồi đó các bạn. Bạn cứ đợi cho nó chạy thôi. Chúc mừng bạn, quảng cáo của bạn đã được gửi đi. Trong khi chúng tôi xem xét quảng cáo của bạn, bạn có thể thêm chi tiết bổ sung cho hóa đơn của mình. Đó, thì bạn có thể là bây giờ bạn đợi thôi các bạn nha. Bạn đợi khi nào mà cái quảng cáo bạn được duyệt, thì có nghĩa là cái chiến dịch quảng cáo trên TikTok của bạn đã được chạy nha. Đó, rất là đơn giản thôi. Rồi thì đây, để mà quảng cáo TikTok của bạn được duyệt nhanh hơn á, thì sau khi ép thẻ xong á thì bạn sẽ vào phần dashboard các bạn. Dashboard nha. Đó. Thì ở đây là hiện tại là số tiền của mình là 0 Việt Nam đồng nè, mình mới ép thẻ thôi, mình chưa có nạp tiền vào tài khoản. Thì mình có thể là chọn payment này để bắt đầu mình tiến hành mình nạp tiền vào cái tài khoản của mình các bạn nha. Để cho cái thằng TikTok nó sẽ duyệt nhanh hơn. Bấm là add balance. Đó. Rồi ở đây bạn muốn add bao nhiêu? Ở đây nó mặc định là 1.600.000 nè. 1.600.000 đâu, bạn thấy không? Và bạn phải đóng thuế 10% nha. Đây, tax 10% nè, bạn thấy không?
Thì đây mình muốn nạp vô khoảng 500 ngàn xem. Đó, chừng nào chạy hết mình sẽ nạp tiếp. Hoặc là mình nạp 300 ngàn thôi, chừng nào mình chạy hết mình nạp tiếp các bạn nha. Đó, nạp 300 ngàn. Nào mình nó hết tiền mình nạp nữa. Thì ở đây bạn thấy để ý nè, khi mình nạp 300 ngàn vào thì đóng thuế là 10,8003%, thì tương đương là mình đóng 32.410 đồng. Và ở đây mình sẽ phải tổng cái chi, tức là đóng tiền mà mình phải thanh toán cho TikTok á, là 332.410 đồng. Thì cái tax này nè các bạn, là ai sẽ lấy? Thì tax này tức là tiền thuế các bạn nha, thuế các bạn, và nhà nước chúng ta sẽ thu bên TikTok nha, nhà nước chúng ta sẽ thu bên TikTok. Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm net để mình nạp tiền vào tài khoản. Cho khi mà tài khoản của mình có tiền rồi, tất nhiên một điều là nó sẽ nạp nhanh hơn rất là nhiều nha. Đấy, thì ở đây nó sẽ yêu cầu bạn chọn trong một trong các hình thức thanh toán, ví dụ như Visa hay là Momo hay là chuyển khoản ngân hàng gì đó, thì bạn có thể là chọn một trong các hình thức thanh toán mà bạn có thể thanh toán được cho TikTok nha. Thì ở đây á, mình sẽ chọn Visa. Sau khi bỏ mã thẻ vào rồi thì bạn bấm là Max Payment để bắt đầu tiến hành thanh toán các bạn nha. Đấy, Processing Reverse. Đấy, nó đang chạy các bạn nha. Rồi, nó kêu các bạn là confirm, nó bắt đầu nó pop up lên các bạn. Bắt đầu nó sẽ xác minh hai bước và số điện thoại nữa, chứ không phải là trừ tiền liền đâu. Đó, ở đây thì bạn muốn xác minh bằng cách nào? Bằng số điện thoại hay là bằng địa chỉ email? Mình chọn số điện thoại. Rồi, ở đây nó sẽ gửi về cái mã số điện thoại của bạn á, bạn nhập mã vào là được nha, cái mã thanh toán này các bạn. Rồi thì cái chỗ mã xác minh này mình cũng che luôn các bạn nha. Thì bạn nhập mã không thì bạn sẽ bấm submit. Đó, thì ngay lập tức thì tài khoản của bạn sẽ được cộng tiền vào, và tất nhiên là ngân hàng cho bạn sẽ bị trừ tiền nha. Đó, nó đang check thôi các bạn. Payment successful, ok. Bạn có thể để như tự động nó ghi lót thôi các bạn. Đó, bạn vào 300 ngàn đồng rồi nè. Thì khi tài khoản TikTok Ads của bạn có tiền rồi thì nó sẽ duyệt nhanh hơn. Đó, thì bạn vào phần campaign nè, để bạn xem là chiến dịch quảng cáo của bạn có được duyệt hay chưa. Đó, thì khi nào nó được duyệt thì nút này nó sẽ màu xanh các bạn nha. Hiện tại nút này nó màu đỏ. Đó, bạn hãy coi Ads Group nè. Đó, Ads nè, Ads là cái tình trạng mà quảng cáo chúng ta đó các bạn. Đó, thì bạn cứ đợi cho thằng TikTok Ads nó duyệt thôi các bạn nha. Thì như vậy là Thiện đã hướng dẫn cách chạy quảng cáo TikTok Ads hiệu quả từ A đến Z xong các bạn nha. Nếu như bạn xem đầy đủ video này, bạn xem và làm theo từng bước, thì Thiện tin chắc rằng thì bạn sẽ biết cách chạy một cái chiến dịch quảng cáo trên TikTok hiệu quả cho mình. Thì hy vọng với video này giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Nếu như bạn thấy video này hay, bạn hãy cho Thiện một like, và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ Thiện các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.